Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu thông cáo báo chí về việc ghi nhận trường hợp thứ 54 đến 59 dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ tư. 1. Trường hợp 54 HTT, mã số BN 1 triệu 605 126. Họ và tên HTT, giới tính nữ, năm sinh 1982, nơi cư trú khu 5 thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Nghề nghiệp cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Sìn Hồ. Tiêm phòng COVID-19 đã được tiêm 2 mũi vaccine. 2. Trường hợp số 55 BZT, mã số BN 1 triệu 605 127. Họ và tên BZT, giới tính Nam, năm sinh 2011. Nơi cư trú, khu 4 thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Nghề nghiệp, học sinh lớp 5A3, trường tiểu học thị trấn, huyện Sìn Hồ. 3, trường hợp số 56, HVD, mã số BN 1 605 162. Họ và tên HVD, giới tính Nam, năm sinh 1992, nơi cư trú, khu 4 thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Nghề nghiệp, cán bộ ban quản lý dự án huyện Sìn Hồ. Tiêm phòng COVID-19 đã được tiêm 20 vaccine. 4. Trường hợp số 57, HBL mã số BN 1.605.171. Họ và tên HBL, giới tính nam, năm sinh 2020, nơi cư trú khu 5 thị trấn Cần Hồ, huyện Cần Hồ, tỉnh Lai Châu, nghề nghiệp con nhỏ. 5. Trường hợp số 58, MTM, mã số BN 1.605.172. Họ và tên MTM, giới tính nữ, năm sinh 1985 nơi cư trú, khu 5, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Nghề nghiệp, tự do. Tiêm phòng COVID-19, đã được tiêm 20 vaccine. 6. Trường hợp số 59, HBS, mã số BN, 1 triệu 605 173. Họ và tên HBS, giới tính Nam, năm sinh 1983. Nơi cư trú, khu 4, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Nghề nghiệp, Tự do, tiêm phòng COVID-19 đã được tiêm một mũi vaccine. Yếu tố dịch tễ Các ca bệnh trên trong vòng 14 ngày gần đây không đi ra khỏi địa bàn huyện, có mối liên quan dịch tễ với nhau và chưa xác định được nguồn lây của ổ dịch. Các biện pháp đã triển khai Chỉ đạo các cơ quan chức năng thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm có liên quan đến ca bệnh để được tư vấn hỗ trợ và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Quán triệt các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cách ly, điều trị, quản lý giám sát chặt chẽ, không để lây nhiễm chéo tại cơ sở điều trị, cơ sở cách ly. Chỉ đạo các cấp các ngành chính quyền địa phương thực hiện tốt phương châm 5S bao gồm sớm phát hiện, sớm báo cáo, sớm truy vết, sớm cách ly, sớm điều trị, kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đề nghị nhân dân phát huy phong trào toàn dân chung tay phòng chống đại dịch Covid-19, không lơ là chủ quan, không lo lắng quá mức, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, nhất là việc đeo khẩu trang, tự giác khai báo y tế, giám sát phát hiện và kịp thời thông báo cho cơ quan y tế, chính quyền địa phương các trường hợp công dân từ vùng dịch trở về địa phương để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.